Chúng ta thao tác như sau. Để mở được khóa, chúng ta cần có dãy ID gồm 9 chữ số được cung cấp khi chúng ta mua xe. Đầu tiên chúng ta sẽ ấn giữ nút đề và theo dõi đèn báo chìa khóa bật sáng. Ngay lập tức ta mở ra và ấn một lần. Bắt đầu ta nhập ID số thứ nhất là số 0, chúng ta không cần nhập, bỏ qua, đợi đèn nhấp nháy. Ta nhập số thứ hai là số 1, ta ấn một lần. Ta đợi đèn nhấp nháy. Đến số thứ 3 là số 3, ta ấn 3 lần. 1, 2, 3. Số tiếp theo là số 4, ta đợi đèn nhấp nháy, ta ấn 4 lần. 1, 2, 3, 4. Số tiếp theo là số 6, ta ấn 6 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Số thứ 8 là số 7, ta ấn 7 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và số cuối cùng là số 3, ta ấn 3 lần. Đó, bây giờ xe đã được mở khóa. Chúng ta có thể quay được ổ khóa và khởi động bình thường. Sau khi mở bằng ID thì ổ khóa có tác dụng trong vòng 6 phút. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.